Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay cùng mình tiếp tục trải nghiệm bộ game kinh dị. Đầu tiên sẽ là Evernote. Miss Mitchell.
Are you all okay? Hello? I can't believe it. You all turned into pigs. Tìm chìa khóa bình thường thôi. Không có gì. I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. We cry. À, hắn ta dưới này nè. Hey, what are you doing out of your cage? Rennie.
Welcome to Cyber Hackers Mod Menu. Enjoy playing. Súng đâu rồi? Chúng ta bằng ô tô nha. Ây da, ây da, ây da. Ây da. Muốn trốn thoát bằng ô tô thì phải có một cái dụng cụ ngăn lại. Đâu rồi, đâu rồi? Đó, vất thật nhiều ra đây, quay đi xuống đây rồi. Mình sẽ tìm đồ đấy nhé. Ok, ok nè. Tiếp tục tìm top lock. Don't play with me. Give me the ice cream. Hi, Jay. Are you coming to play? The boys are in the secret lair. Oh, yeah.
Sophia. Oh!
4. Không, phí một chìa khóa mất rồi. Maybe then just Here you are. Three.
çocukken. Bắn vỡ cái này. Okay, bye.